Hello, xin chào quý vị và các bạn. Đây là video mình chia sẻ về cái cảm xúc đi tìm một cái nơi bình yên, giống như mà đi tìm một cái mặt trời. Và người ta thường nói có câu: hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn. Dân, một câu nói đó cũng để cho mọi người có thể là vui hơn, có thể là suy ngẫm hơn về câu nói này. Và chúng ta đi về phía mặt trời để bóng tối sẽ khuất sau lưng chúng ta đó. Thì trên cuộc sống này đâu có ai có thể làm vui mình được bằng chính bản thân mình. Do đó đây là video chia sẻ về cảm xúc mình đi phượt, các bạn đi phượt về phía Hà Tiên để tìm một cái nơi thật là bình yên. Thì đây là một cái cảnh rất là đẹp trên quá trình mình đi di chuyển về một cái con chùa mà lúc nào mình lên Hà Tiên mình cũng ghé qua hết trơn các bạn. Các bạn hãy xem hết những cái video của mình để xem cái chùa đó là chùa nào nha các bạn. Để các bạn cần thì mình sẽ làm một cái mô tả về cái nơi mà mình sắp ghé đó. Thì các bạn thấy lúc nào cuộc sống cũng rất là bình yên khi mà tâm chúng ta bình yên. Chúng ta hãy suy nghĩ về những cái vấn đề mà thật là vui để cuộc sống chúng ta cảm thấy có ý nghĩa. Còn những ai cứ mang lòng ưu phiền, những cái không thể buông bỏ là được, thì người thiệt thòi nhất cũng chính là bản thân chúng ta thôi. Đó. Chúng ta hãy giống như một cái cảnh vật mà mình cho quý vị xem đó. Một cảnh chiều tàn thật là thơ mộng, thật là lắng động để người ta suy nghĩ về những cái sự việc ở quá khứ mình làm đúng hay là sai, và để hiện tại và tương lai chúng ta phải có những cái suy nghĩ tích cực và yêu thương. Sống và biết yêu thương và biết nghĩ về người khác là cuộc sống rất là hoan hỷ, là cuộc sống phải nói là rất là tuyệt vời quý vị. Thì đây cũng là một cái nguồn cảm hứng mà mình tặng cho quý vị khán giả những ngày qua đã ủng hộ kênh mình rất nhiều và dùng những lời lẽ khen kênh, mình rất là vui. Mình đọc hết trơn toàn bộ tất cả các comment, cái cũng cái giận cũng cái hờn cái khen đó, cũng cái trách cái móc. Vâng, cuộc sống mà các bạn, mình phải có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mình chỉ mong những video sau này của mình sẽ là những video đem nhiều ý nghĩa cho quý vị và các bạn đó. Thì đây là cái đường mình nghĩ là đây là đường đi bộ đó quý vị và các bạn, đường đi bộ mà dọc theo cái Mũi Nai, đường đi đến Hà Tiên đó các bạn. Đó. Thì cái đường này đang xây dựng, trong quá trình xây dựng. Thật là tuyệt vời nếu mà nhà chúng ta gần ở đây. Chiều chúng ta có thể là thả bộ ra đây để đi tập thể dục và ngắm hoàng hôn. Thì cuộc sống phải nói là hết sức là vui và cảm thấy là hết sức là nhàn hạ, giống như tâm của chúng ta vậy đó. Tâm của chúng ta giống như một cái bạt biển gì thôi. Đó. Thì cái chùa mà mình muốn giới thiệu với quý vị các bạn đó là chùa Phật Đà. Chùa Phật Đà, cái chùa này có ý nghĩa rất lớn với mình. Tại vì mình có một cái duyên lại đây, mà mình cảm thấy khi mà mình lại cái chùa này á quý vị, là mình cảm thấy cái tâm mình rất là ổn, rất là vui. Bao nhiêu cái buồn phiền trong cuộc sống tự động biến mất hết quý vị. Thì mình chỉ mong rằng quý vị sẽ ghé được chùa này một lần, và để cùng hòa chung cái cảm xúc với mình. Thực thực tế như vậy không, hay là tại vì mình đã quá yêu mến ngôi chùa này là mình đã nói tốt cho ngôi chùa này đó. Thì trước mặt các bạn đó là cái ngôi chùa Phật Đà đó, ngôi chùa. Các bạn lên Hà Tiên các bạn cứ nói là chùa Phật Đà ở đâu chỉ tu, thì người ta sẽ chỉ các bạn đó là phía trước. Phía trước rất là hùng vĩ các bạn, cái tượng Phật không quá lớn cũng không quá nhỏ, ngồi ở ở dưới gốc cây. Cây này chắc cây bồ đề hay là cây gì đó các bạn, mình cũng không rành về cây nữa, mình nghĩ là cây này là một cái cây cây xanh đó. Các bạn thấy cái cây xanh, cây bồ đề, các bạn nào biết thì comment xuống cho mình nghe. Mình không có rành cái cây nghe, mình nói tầm bậy mất công các bạn cười chê mình nữa đó. Thì cái gốc cái rễ này là rất là đẹp đó. Thì là một cái tượng Phật, khi mà bước vào cái ngôi chùa này mình cảm thấy trong lòng rất bình yên các bạn đó. Mình chỉ lặng lặng quan sát cảnh vật xung quanh, mình cảm thấy tâm hồn mình bình yên. Bình yên nó lạ thường luôn quý vị và các bạn đó. Thì cái cảnh vật ở đây được phối phối trang trí rất là đẹp
đẹp mà bình yên lạ thường. Mình nói thì hơi tâng bốc quá nhưng mà quý vị ghé đây rồi quý vị biết đó. Thì hai cái chùa này thì có hai cái cửa, phía bên trái và phía bên phải, này ghi bằng tiếng tiếng gì đó mình cũng không biết đó. Thì phía trên đó là những cái tượng Phật rất là đẹp. Mỗi lần lại cái ngôi chùa này thì có một cái suy nghĩ khác, và đó là những cái suy nghĩ về cái sự bình yên trong tâm hồn. Chúng ta làm thế nào để tâm hồn chúng ta bình yên, một cái nơi trang nghiêm mà mình cảm thấy là chúng ta phải đặt cái tâm chúng ta vào đó và chúng ta suy nghĩ đó. Thì cảnh vật ở đây rất là đẹp, được phối theo theo cái cách, tôi nghĩ là cái này cũng hiện đại pha một chút cổ, mà mình thấy cái cách trang trí chùa này rất là giống với cái mấy cái chùa mà ở ở phương Tây các bạn, chẳng hạn như chùa Nhật các bạn, mình thấy rất là giống, rất là đẹp đó. Thì phía bên trái là có tượng Phật, tượng Phật Bồ Tát, bên phải là tượng Phật Bồ Tát, phía bên trái là tượng Phật Quan Âm, và chính diện là chắc là nguyên Phật Tổ các bạn đó. Các bạn thấy không có đèn gì cả, mà chỉ có một cái ánh sáng rọi vào trong một người, tượng Phật ngồi ở đó. Còn các bạn ghé qua dùm mắt thường á, các bạn cảm thấy rất trang nghiêm, rất là trang nghiêm đó. Thì hai bên đây lúc trước là không có gắn hai cái chuông gió này, năm nay gắn thêm hai cái chuông gió này, thì cái chuông gió này nó khác quá, khi gió nó lắc qua đó tạo một cái âm thanh rất là yên tĩnh, rất là hay các bạn, cái ngân ngân hoài luôn đó. Thì tại sao mình phải giới thiệu một cái kỷ niệm này đến mọi người? Mình nghĩ hãy để cho tâm hồn chúng ta có thể là bình yên, suy nghĩ về cuộc sống và cái gì chúng ta có thể tha thứ được để chúng ta sống yên vui, cái gì chúng ta có thể bỏ lại được để tâm hồn chúng ta yên tĩnh, chúng ta cứ bỏ lại đó. Vô chùa này thì mình nghĩ là chữ từ bi nó sẽ hiện lên trong tâm chúng ta thôi, nếu mà chúng ta có duyên với Phật đó. Thì lần nào mình lên đây mình cũng ghé chùa này hết các bạn, nó rất là đẹp. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn đó là chùa Phù Dung. Phù Dung cũng cách chùa Phật Đà cũng có vài trăm mét thôi đó. Thì sư trụ trì mình nghe nói là sư Tâm gì đó, mình cũng có gặp mấy lần rồi mình không có hỏi. Thì nghe mọi người nói là hai cái chùa này là do sư thầy tên Tâm đã sửa chữa lại nó. Thì trước mặt các bạn đó là chùa Phù Dung. Phù Dung thì chùa này cũng mới có vận hành năm nay thôi, năm trước thì cũng còn sửa chữa. Năm trước thì mình không có vô, mình thấy ngổn ngang mà không vô. Thì cái cổng của cái chùa này rất là lớn, mà khi có chùa thì cũng hình như là không có đúng, tại vì người ta là Phù Dung cổ tự tự là chùa đúng không các bạn đó. Thì mình thấy cũng không có lớn lắm, lớn mà hoành tráng giống như mà những cái video mình coi về cái thiết cái Phật học, cái chùa nào đó lớn, mà mình nghĩ là lớn hay nhỏ gì là do cái tâm chúng ta thôi đó. Thì trong đây thay vì cúng bằng đèn cầy mình thắp, cúng bằng nhang, thì ở đây chỉ có một cái ngọn đèn cầy nhỏ để vào một cái đó, người ta kêu bằng cái hoa đăng, bỏ vào đó thì lại có một tượng Phật ở chính giữa đó. Các bạn thấy thấy cái khung cảnh nó rất là bình yên, thật sự là rất bình yên, rất thích hợp cho những ai mà hối hả trong cuộc sống, sống nhanh trong cuộc sống. Những người nào nhanh đó thì mình nghĩ là vào đây thì sẽ chậm lại thôi. Thời gian trong hai cái chùa này mình cũng nói với các bạn rằng đó là giảm tới yên ổn trong tâm hồn lắm, không không có dùng từ nào miêu tả được đó. Thì chùa này có ghi cái ý nghĩa của hoa đăng đó, thì các bạn có thể là ghé vào xem cái ý nghĩa đó. Đó thì cũng giống như cái chùa Phật Đà, chùa này cũng có lối kiến trúc rất là độc đáo, mang đậm cái phong cách những cái chùa cổ của
À, mình thấy là rất giống của Nhật Bản, giống như nãy nói đó, rất là giống của Nhật Bản và chắc Trung Quốc, nó pha lẫn Trung Quốc. Nó thì trên chùa này nó treo những cái lồng đèn rất là đẹp. Nó thì vì nghĩ là Tết thì sẽ đông hơn, còn là ngày thường giống như vậy thì tức là vắng khách, mà mình nghĩ đông hay là vắng gì cũng không có quan trọng đối với mình, tại vì mình cần phải tìm một cái chỗ bình yên trong tâm hồn. Mình bước vào cái chùa này mình cảm thấy trong lòng mình rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi, bao nhiêu cái buồn phiền nó tan biến hết quý vị đó. Thì cảnh vật trong đây thì nói chung là trang trí rất là đẹp và hợp, mình rất là thích cái những cái lối trang trí giống như vậy đó. Thì về thì phía chính giữa cái phù dung cổ tự này là tượng chắc Phật, Phật chắc Phật Di Lặc quá, giống như ông địa chắc gì quá. Mình nói chung là mình thấy tượng đẹp thì mình khen thôi, chứ mình cũng không có biết là như thế nào, tượng như thế nào. Mình chỉ thấy cái nào đẹp thì mình khen. Thực tế những cái tượng Phật mình giờ thấy mình chỉ biết kêu là Phật thôi, chứ mình cũng không biết tên chính xác như thế nào đó. Thì đây là một góc nhìn cũng tương tự như cái góc nhìn mà mình đứng ở bên chùa Phật Đà, rất là đẹp. Vô đây thì chắc không ai lớn tiếng được đâu, cảnh vật yên bình như thế làm sao mà lớn tiếng được. Vô đây chúng ta chỉ sống chậm là một chút và chiêm ngưỡng lại những cái gì đẹp nhất trong cuộc đời mình. Ok, video này xin kết thúc tại đây. Xin một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào.